Chân cô gái này đột nhiên biến thành thanh gỗ, cô cởi bỏ áo ra, liền phát hiện người trên của mình sớm đã rỗng tuếch. Cô gấp gáp đi về phía trước, sự biến đổi của cơ thể ngày càng lớn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hai cô gái này cùng với tên đàn ông cùng sống trong ngôi nhà chật chội rộng 5m², khi đi ngủ cũng rất đặc biệt, bọn họ thu xếp lại các ghế ngồi ăn cơm, ở giữa căn phòng đặt một cái bàn học, mặc dù nhìn không được chắc chắn, nhưng chỉ có thể mặt dày mà làm như thế này thôi. Ngày hôm đó, cô gái áo hồng nói với hai người kia rằng, thứ bảy này bạn trai cô ta sẽ tới đây, ở cùng hai người bọn họ, nữ chính thộn mặt ra trước, sau đó nhanh chóng bốc phét rằng bản thân đã tìm được một căn phòng tốt, ngay lập tức sẽ chuyển đi thôi, nhưng giá nhà ở Tokyo đắt đến mức cắt cổ, cô làm sao lo liệu gánh vác được, căn phòng nhìn không khác gì một cái điều hòa cỡ lớn, một mình cô không cáng đáng cho nổi, không còn cách nào, cô cùng bạn trai chỉ có thể vất hết liêm sỉ mà ở nhờ tiếp cô bạn thân này, nhưng cô bạn thân kia mặt mày sớm đã khó chịu, thứ bảy cũng tới rồi, nữ chính vẫn chưa tìm được nhà trọ, bốn con người to vật vã chỉ có thể cùng sống trong căn phòng 5m², cô bạn thân cùng với bạn trai nằm một bên, cô cùng với bạn trai nằm một bên, đêm đến cô nghe thấy tiếng cô bạn thân kêu ca, khiến cô mất ngủ cả đêm, điều quan trọng hơn là, tài sản duy nhất hiện tại của cô là chiếc xe rách, bởi vì vi phạm luật giao thông mà bị bế đi, đối mặt với khoản tiền phạt há mồm, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc nó cho công ty xe hơi tự giải quyết, nhìn nó ra thành một đống phế liệu như này, cô cảm thấy áp lực từ mọi phía, ngày hôm đó cô tỉnh lại, liền đột nhiên phát hiện ra bản thân mình đã rỗng tuếch, cô nhanh chóng chạy đến trước gương soi, sau đó cởi chiếc áo đang mặc ra. Thân người bên trên của cô sớm đã biến thành những ô trống, có thể thò tay đưa ra đưa vào, còn có thể đưa tay vào trong khi nó đang liền kề với da thịt. Cô điên thật rồi, cô mặc lại quần áo bước trên đường, liền cảm thấy càng ngày càng lạ lùng. Cô cảm thấy hơi mệt, liền cởi giày ra ngồi xuống nghỉ ngơi một tí, nhưng đột nhiên chiếc giày rơi xuống, hóa ra chân cô ta đã bị biến thành một thanh gỗ. Cô bắt đầu hoảng loạn, cô vứt đôi giày đi, sau đó bám vào tường mà bước lên trước. Bà lão bên cạnh muốn tiến tới đỡ cô, liền bị dọa cho sợ hãi. Chiếc chân còn lại của cô cũng dần dần biến thành thanh gỗ, giày và quần đều bị rơi xuống đất, cô cứ dần dần biến thành chị gái người gỗ. Một giây sau đó, cô ta đã trở thành một cái ghế ngồi. Đêm đến, một thanh niên nghèo đói nhìn thấy chiếc ghế, sau khi nhìn xung quanh không có ai, liền lập tức vác ghế mang về nhà. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong anh ta đi làm, chiếc ghế lại biến thành hình dạng cô gái lúc đầu. Cô ta giúp anh dọn dẹp nhà cửa, còn đem nước đi tưới hoa. Tối đến anh ta trở lại nhà, anh ta đang ngồi trên ghế làm việc. Cô gái ở sau lưng lén lút nhìn anh ta làm việc. Cô rất thích cuộc sống như hiện tại, cũng không muốn trở về nữa. Đúng là chỉ có thể là Nhật Bản mới làm được những bộ phim như này. Khi chúng ta làm một cơ thể tồn tại, phát hiện ra giá trị của bản thân không được như suy nghĩ. Đây là một loại bi thương cùng cực. Các áp lực trong cuộc sống hiện tại ở Nhật Bản khiến một số người đánh mất đi giá trị của bản thân. Còn bạn có cảm nhận như thế nào?